Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay chân sạc, chất sạc của hộp sạc tai nghe Bluetooth. Thì chức năng của hộp sạc á, nó dùng để sạc pin cho những cái tai nghe nhỏ khi mình gắn bên trong. Thì nếu mình ví như những cái tai nghe Bluetooth nhỏ này là một cái thiết bị như điện thoại di động á, thì chức năng của hộp sạc á, là giống như của một cục sạc dự phòng. Nó sẽ cung cấp điện năng dự trữ để sạc pin cho những cái tai nghe Bluetooth. Khi mà các bạn tháo hộp sạc của tai nghe Bluetooth ra, nó sẽ có một cái mạch sạc và một cục pin có dung lượng cao. Một cái vấn đề hay xảy ra của mạch sạc đó chính là cái giắc sạc này nè, nó hay bị hư ha. Khi đó các bạn mà cắm cáp sạc á vô thì đèn ở đây nó sẽ không báo, đồng thời có những vấn đề mà nó sẽ mất kết nối giữa cái chân sạc và con IC sạc. Ở đây nó sẽ dùng con IC IP5305 dùng để quản lý sạc nè. Thì những trường hợp nào chúng ta phải thay chân sạc này? Đây là cái giắc sạc rồi. Mình thay chân sạc khi mà chân sạc nó bị gãy, cong hoặc móp. Đây, những vị trí này á, nó móp vô trong ha. Mình cắm cáp sạc không vào, hoặc là nó bị gãy chân, bị cong. Thứ hai là cái chân sạc của mình bị oxy hóa, vô nước ra ten. Có nghĩa là các bạn đã nước vô cái chân sạc này nè, lâu ngày á, nó bị móc ha, rồi nó mất tiếp xúc, hoặc là nó bị đứt mấy chân bên trong cái mạch sạc á. Trường hợp khác nữa là cái chân sạc mình bị lỏng. Mình cắm ra cắm vô nhiều lần á, thì bên đây nó sẽ ngày càng nới rộng ra. Tại đây nhiều bạn có thể bóp lại được, hoặc là khi mà mình gắn vô nó không khít á, thì nó cũng mất tiếp xúc ha. Thì lúc này giải pháp duy nhất là mình nên thay chân sạc mới. Một số bạn á, cắm sạc mạnh tay quá nó cũng bong chóc cái chân này ra nè, thì mình cũng phải thay chân sạc mới nha. Thì để mà thay á, trước tiên mình cũng phải xả bỏ các chân pin ra, tách pin ra khỏi bo mạch. Ở đây á, mình sẽ dùng máy khò để khò cho nó dễ thao tác. Các bạn cho mình một ít nhựa thông ngay phần chân sạc. Ở đây mình dùng một cái vật á để mình kê cao lên ha. Rồi mình tiến hành mình khò ngược để mình lấy cái chân sạc này ra. Mình bật máy khò lên. Đó, mình chờ cho một chút cho máy khò nó nóng lên đó mình mới tiến hành mình làm. Nói chung á, ở nhà mà các bạn có máy khò mình làm rất đơn giản nha. Những chân sạc mới mua thì các bạn cần chuẩn bị trước luôn. Thì những chân sạc này nó có bán tại các cửa hàng bán linh kiện điện thoại di động á. Tại vì cái chân sạc này nó dùng chung với cái chân sạc cục sạc dự phòng và chân sạc điện thoại. Cái cổng này là cổng 5 chân micro USB. Rồi để cho một chút cái máy khò nó nóng lên á, mình tiến hành khò ngược ha. Đặt cái vị trí dưới đây, mình không chạm gần nha, mình chỉ hơ lửa và đảo tay cho cái đầu khò
nó cách xa một khoảng so với cái mạch sạc á. Mình có cái nhíp á, mình đá chân nha, mình coi đến khi nào mà chì nó chảy ra là mình gắp lên được. Nó lắc à. Đó. Đây là cái chân sạc micro USB 5 chân ha. Mạch sạc lúc này còn nóng á thì mình hạn chế chờ chạm vô nha. Đây. Cái chân sạc vừa rồi nè. Mình cần cái jack sạc mới để thay vô cùng loại. Trường hợp mà các bạn mà không biết cái chân sạc này như thế nào á thì mình cầm cái bo mạch này theo, mình đi tìm cái chân sạc, hoặc là mình lấy cái chân sạc này ra rồi rồi mình mới tiến hành mình đi mua. Chứ mình mua nhiều chân sạc á, nó nhiều không phải đúng loại của nó á, các bạn hàng vô là không được ha. Khi mà lấy chân sạc ra khỏi cái bo mạch á thì mình quan sát trên bo nè, cái chân chì đây nè, nhiều khi á nó còn khuyết á thì mình đắp lên, hoặc là những cái trường hợp mà cái chân sạc của mình á nó bị vô nước ra ten đây à, mình phải vệ sinh lại cho sạch sẽ ha. Mình dùng xăng á với bàn chải mình chà. Còn chờ bình thường á là bên đây á nó không bị oxy hóa ra ten thì mình thấy khuyết á mình lấy dây chì với cái mỏ hàn mình sẽ đắp lên một xíu chì đây. Đó, mình dùng dây chì với mỏ hàn ha, mình xi lên. Tại vì khi mình thay chân sạc mới á, nó sẽ bị khuyết. Đó, mình đắp lên cho nó nhô à. Cái phần quan trọng nhất là cái chân số 1 và chân số 5. Chân của số 1 của mình á là chân nối mát ha, còn chân số 5 của mình á là chân dương của đầu ra cục sạc. Có nghĩa là điện áp vào á là 5V. Đó, mình quan sát coi cái chân mối hàn nè. Rồi trường hợp á mà mấy chân mát này nè, các bạn thấy nó khuyết quá, nó thiếu. Nhiều bạn á, cắm chân jack sạc này vô á là nó bị bong chóc nè, mình thấy mát này nó thiếu thì mình đắp lên luôn ha. Xì thêm chí xíu chì đắp lên chân mát luôn. Mát á nó càng nhiều á thì cái chân sạc của mình nó càng chắc chắn. Mình đắp chân chì á vừa phải thôi, đừng có để nhiều quá. Nhiều quá thứ nhất là dễ chạm chân. Mát này mình đắp thêm xíu xíu chì. Mát nhiều á thì cái phần chân chì á nó sẽ chắc chắn hơn. Đây, mình có một cái chân sạc mới mình thay vô. Mình để lại cái vị trí khi mà mình hàn vô á y như vị trí cũ nha. Rồi mình tiếp tục mình dùng cái đầu khò á, mình khò cho nó nóng. Các bạn dùng cái đầu nhíp á, mình chấm chấm vô. Cảm thấy mà cái chân chì nó lỏng á, rồi mình lấy cái jack sạc mới á, mình thả vô là xong. Mình phải làm cho cái chân chì này nóng chảy trước. Đó, nó lỏng ra rồi nè.
coi mà lấy giác sạc mới mình thả vô là xong, đúng vị trí ha. Rồi như vậy là xong, rất nhanh chóng. Đây cái chân sạc mới mình đã thay vô, yêu cầu là chân chì nè, cái chì mà mình đắp vô chân mát á nó không được lem, và đồng thời cái chân từ một chân 1 đến chân 5 là nó phải bám sát vô cái bo mạch. Mình để cho nguội một xíu mình sẽ test. Đến lúc này các bạn có thể dùng xăng và cái bàn chải, mình sẽ vệ sinh lại tất cả và nhựa thông còn bám trên bo mạch nè, vệ sinh lại cho nó sạch. Mình dùng cái xăng rửa bo mình vệ sinh lại. Mình chà lại cho nó sạch sẽ nha. Như bạn đừng có để nhựa thông mà nó lem, nó bám. Thứ nhất là nó dơ, cái thứ hai là nó mất tiếp xúc. Nó trắng bóng như thế này nè. Vệ sinh xung quanh và sợi vệ sinh bên trong luôn. Các bạn có thể dùng xăng rửa bo chuyên dụng của nó hoặc là cái xăng PO á, xăng dùng để pha sơn á, mình vệ sinh lại cho nó sạch đẹp lại. Rồi trước khi mà mình cắm điện vô mình test á, mình phải quan sát lại cái mối chân chì này nè, nó có bị hở sát với cái chân bơi trên bo hay không. Cái thứ hai nó có bị chạm mát không. Nhiều khi á cái chân mát á nó sát cái chân số 5 nè, vậy mình phải có dùng cái đồng hồ mình test trước, đồng thời mình sẽ đo thông mạch, cái sơ đồ mạch sạc của nó. Đây là cái giác sạc Mitrogic B 5 chân. Chân số 1 của mình á, nối mát ha. Còn chân số 5 là bắt buộc nó phải vào cái chân số 1 của con IC quản lý sạc IP5305. Điện áp 5V này đi vào đây. Thì để cho cục sạc này á, nó đi vào được cái chân IC, thì nó thứ nhất là chân số 1 của nó phải tiếp mát nha. Mình lưu ý nhiều bạn á, có chân số 5 này nó nối vào chân số 1 rồi nhưng mà mát của mình á, chân 1 nó không tiếp mát quá cái bo mạch á thì nó cũng không sạc được. Vậy yêu cầu là chân số 1 của mình nối mát và chân số 5 của mình nối vào chân số 1 của con IC quản lý sạc IP5305. Thì lúc này á các cắm cáp sạc vô thì nó mới có ra điện áp ở hai đầu chân pin nha. Đây mình giả sử đi, mình dùng một cái đồng hồ, mình đo cái thang đo chuông, mình test trước. Đây là chân số 5 nè, từ trái qua phải đi, chân số 1 của nó là mát nè. Mình test cái chân số 5 trước. Ở đây còn IC 5305. Đây chân số 1 của nó. Rồi mình chạm vào chân số 5 đó, mình chạm vậy á mà cái chuông nó kêu á là tất nhiên là nó thông mạch, nó thông mạch là cái chân số 5 của mình á, là hàng nó ok rồi, nó đi từ chân số 5 vào chân số 1 của con IP5305. Còn mát của mình á, đây chân mát nè, rồi các bạn chạm cho mình vào chân số 1 đó. Là như vậy á, là chân số 1 của mình nối mát luôn.
Rồi tiếp theo đây mình sẽ lấy cục sạc rồi mình test. Các bạn phải đảm bảo cho mình là cái chân số 1, số 5 là không bị nối chung với nhau ha. Trong những trường hợp mà các bạn nhìn thấy cái chân mát của mình nó sát cái chân số 5 quá, mà các bạn quan sát thấy nó sau khi mà mình hàng vô á mà nó thấy gần sát quá thì các bạn cũng test lại cái chân số 1, số 5 coi đo có thông nhau hay không nha. Mình chạm chân số 1, số 5 đó, trường hợp mà nó không tít tít như vậy á là chân số 1, số 5 đã tách rời ra. Mình đảm bảo là cái nguồn 5V DC của cái cục sạc á nó sẽ không bị tiếp mát. Rồi mình dùng cục sạc mình test thôi. Đây là cái chân sạc mới nha, đây là cái chân sạc cũ của mình, mình thay ra. Yêu cầu khi mà thay chân sạc mới rất khít nha, nó không bị lắc qua lắc lại, và đồng thời khi mà cái đèn báo led này á nó sáng á, tức là cái con IC này nó đã nhận cái điện áp 5V từ cái cáp sạc điện thoại di động. Nó sẽ thông mạch từ chân số 5 của cái chân sạc này và nó đi vào cái chân số 1 của con IC. Thì con IC này nó là chức năng quản lý sạc ha. Nó sẽ cấp ra một số điện áp, như điện áp đây là sạc cho những cái cell pin của nó. Đồng thời á, nó sẽ cung cấp cái điện áp ra sạc cho cái tai nghe. Đây, cái tai nghe nhỏ của nó như thế này. Thì điện áp ở đây á, phần này nó sẽ hơn 4V DC và điện áp ngõ ra này nó sẽ là 5V. Rồi là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách thay một cái giắc sạc cho cái hộp sạc của tai nghe Bluetooth. Nếu mà các bạn ở nhà mà có cái máy khò là các bạn xem video này của mình đó, các bạn thay giắc sạc cực dễ tại nhà luôn nha, không cần các bạn phải ra tiệm. Mà cái giá của cái chân sạc này á nó tầm là 5.000 hoặc cao nhất là 10.000 thôi, rất rẻ. Cái cổng sạc này là micro USB ha. Video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support, hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.